Hàng đệ tử có năm thầy thính dự pháp từ, đó là nhóm Kiều Trần Như, được hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm, cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành khắp thế gian, bởi nhân cớ tích rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàng từ bi, chúng con ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu đẳng trí chi vẹn toàn. Dạ Nam Mô Phật Thầy, dạ Nam Mô Thầm, dạ Nam Mô Sẵn Khai, dạ kính bạch cái đại đức tăng. Dạ con thật là thay mặt đạo tràng tỉnh Pháp Sư A Bát Tha Na xin muốn thiết nhân hình có muốn nói gì không ạ? Hay là để Bát Tha Na cung thỉnh lại Đức Pháp Tí luôn ạ? Hay sao? Alo, xin nhiệt hình. Dạ, thay mặt đại chúng châu Rome con xin được thành kính cung thỉnh lại Đức Pháp Tín Từ Bi Hoan Hỷ thuyết giảng muôn vị pháp cho được lớp học của ngày hôm nay. Nam mô Phật Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sẵn Khai Giá, và kính kính cung thỉnh là Đức Pháp Tín ạ. Nam mô Bụt Thầy gia. Con xin kính đảnh lễ đến thượng tọa Minh Thành cùng chư tôn đức tăng. Kính chào những cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ. Kính thưa quý vị, thời gian vừa qua thì chúng ta đã học xong phần linh tinh yêu hiệp. Hôm nay đó thì chúng ta sẽ học về phần tương tập yêu hiệp. Tương tập yêu hiệp đó, có nghĩa là cái gì? Có nghĩa là những cái đề tài pháp mà nó có cái tính chất liên quan với nhau, thành ra nó được kết lại, được tập trung lại một phần. Vậy thì ở trong cái phần mà tương tập yêu hiệp này đó, nó có bốn cái phần lớn, nó có bốn cái phần lớn. Thứ nhất là bất thiện yêu hiệp akusala sangha, thứ hai là hỗn hợp yêu hiệp mipsaka sangha, thứ ba là đản giác yêu hiệp bodhibakhiya sangha, thứ tư là hàm tận yêu hiệp sabbat sangha. Coi như là thì chúng ta học đến đây, chúng ta cũng được chúng ta được một phần tư của cái giáo trình căn bản vi diệu pháp rồi. Có nghĩa là đến đây thì quý vị phải phải nhớ được chi pháp. Đến đây thì coi như là nếu mà chúng ta có tệ tệ thì nếu mà nói về bát chánh đạo là chánh kiến là chúng ta phải biết chi pháp nó là gì, sở hữu trí tuệ đó. Nếu mà nói về chánh tư duy là sở hữu tâm đó. Đến đây là nói chung là bây giờ là chúng ta phải phải tăng tốc. Còn nếu mà nói về ngũ uẩn mà mình không chia được, mình không chia được là phải phải khựng lại, chúng ta phải phải học lại để cho chúng ta nhớ. Vậy thì hôm nay đó chúng ta sẽ không cái đó chúng tôi chỉ sư chỉ giới thiệu thôi, giới thiệu về tương tập yếu hiệp. Trong đó, tương tập yếu hiệp có nghĩa là gì? Có nghĩa là những cái đề tài nó có tính chất nó giống nhau, được kết lại thành một cái tương tập yếu hiệp. Rồi ở trong đó nó có bốn cái đề tài lớn. Thứ nhất là bất thiện yếu hiệp, thứ hai là hỗn hợp yếu hiệp, thứ ba là đản giác yếu hiệp, thứ tư là
hàm tận yếu hiệp. Vậy thì hôm nay đó là chúng ta đi vào cái phần đầu tiên là bất thiện yếu hiệp. Akusala Sangha thì ở trong cái phần bất thiện yếu hiệp này đó, đầu tiên là nói về tứ lậu hay là bốn pháp ô nhiễm, là tứ lậu hoặc là bốn pháp ô nhiễm. À xa quá, cái chỗ này thì chúng ta ghi, à chỗ này chúng ta ghi, chúng ta ghi có nghĩa là cái chữ A lớn, bất thiện yếu hiệp, Akusala Sangha, Akusala, Akusala Sangha, đó Akusala, Akusala Sangha có nghĩa là bất thiện yếu hiệp. Mà ở trong cái phần mình đánh ngay chỗ mình đánh cái đó là cái chữ A lớn, à cái chữ A lớn, A lớn gạch cái bất thiện yếu hiệp, Akusala Sangha. Rồi mình đánh cái số 1 lớn, à cái số 1 lớn có nghĩa là tứ lậu, tứ lậu a sa quá. Đó là hôm nay chúng tôi còn a sa quá để chúng tôi ráng, dạ chúng tôi ráng tranh thủ coi trình bày cho quý vị nghe về tứ lậu này kịp ở trong một giờ học hay không. Nếu mà kịp thì rất là tốt. Vậy thì bây giờ chúng tôi bắt đầu vào bài giảng. Xin phép được thành tâm làm lễ tam bảo một cách tóm tắt. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang apiwa demi sokhato bhagavata dhammo dhammang namassami suppatipanno bhagavato savaka sangho sanghang nammami lokassana sanghavadhammang buddhan cha dhammang cha bhannamami sanghang. Đệ tử xin nghiêm tình thân khẩu ý tán dương ân đức của Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Phần phước phát sanh do sự tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt xin thành kính dâng đến Chư Tôn Đức Tăng. Và xin chia điều phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Nguyện hồng ân của Tam Bảo luôn gia hộ quý vị thân tâm thường được an lạc. Nam mô Bụt Tha Giá. À, cái chữ chữ đó là a sa quá, a sa quá, a sa quá, đó chúng tôi đọc như vậy là quý vị không phân biệt được trường âm đoạn âm là chết rồi. A sa quá. Rồi bây giờ á, cái pháp lậu này đó là cái pháp lậu này có nghĩa là gì? Cái chữ lậu a sa quá đó có nghĩa là những cái phiền não, là những cái phiền não nó ngâm tẩm chúng sanh, là nó ngâm tẩm chúng sanh, nó làm cho chúng sanh không phát huy được trí tuệ, là không phát huy được trí tuệ, là nói về cái chữ a sa quá, là cái chữ lậu. Ở đây thì thường thường chúng ta thấy cái chữ a sa quá này nè, a sa quá này lậu. Cái gì mà nó thấm rịn, có gì cái gì mà nó được chảy ra, à cái gì mà nó được chảy, nó lon chảy thì cái đó gọi là lậu, à gọi là lậu. Thí dụ như quý vị thấy rằng á, có các vị trưởng lão đó, các vị thí dụ như là những cái chất sai á, à những cái chất sai đó nó được tinh lọc từ những cái bông hoa, à những cái chất sai á nó được tinh lọc từ những cái bông hoa. Thì cũng vậy, a sa quá này nó cũng giống y như là lúc mà mắt chúng ta thấy cảnh, chúng ta không có hộ trì nhãn căn, thành ra những cái lậu hoặc nó thấm định ra, có nghĩa là nhục lậu, hủ lậu, tà kiến lậu, vô minh lậu, đó những cái chất này nó sẽ thấm định ra. Vậy thì cái lậu này á, nếu mà nói một cách mà dễ hiểu nhất, dễ hiểu nhất thì chúng ta nhớ là lậu hoặc là cái gì, là cái chất rơ rớt, là cái chất rơ rớt hoặc là cái chất thấm rịnh. Tại sao mà nói nó rơ rớt? Tại vì nó làm cho chúng ta bị rơ rớt trong dòng sanh tử luân hồi này, có nghĩa là
Do cái lậu đó nó làm chúng ta rơi khổ cảnh, do cái lậu đó nó làm chúng ta rơi ở trong cõi người, hoặc là cõi trời dục giới, hoặc là đối với hữu lậu thì nó làm cho chúng ta sanh lên cõi vô sắc hoặc là cõi sắc giới. Đó, vậy thì như hồi xưa chúng tôi học đó, thì chúng tôi nhớ cái ý nghĩa của cái chữ Asawa, thấm định và rơi rớt. Tại vì sao? Tại vì mình giải thích được thấm định cái gì vậy sư, rơi rớt cái gì vậy sư, có nghĩa là do cái lậu hoặc này nó làm mình rơi rớt ở trong khổ cảnh, do cái lậu hoặc này nó làm cho mình rơi rớt từ cõi người sanh cõi người, từ cõi trời sanh cõi người, từ cõi người sanh cõi trời, vân vân. Đó, nó rơi rớt là như vậy, nó là thấm định là như vậy. Chứ thật sự ra đó, thì đối với cái chữ Asawa này đó, các vị trưởng lão á, các vị dịch rất là nhiều. Làm còn cho mình đó thì đó là thấm định và rơ rớt lậu hoặc Asawa. Rồi vậy thì khi mà mình giải thích cái lậu hoặc này, cái thấm định rơ rớt là gì, là nó làm cho mình bị rơ rớt ở trong tam giới này, nó làm cho mình thấm định, cứ mình chui từ ở cõi người xuống cõi khổ, từ cõi khổ mình chui lên mình chui lên cõi người, từ cõi Nam Mô Bích Tha. Dạ, Nhật Quỳnh thấy Đại Đức Pháp Tính và cô nghe Pháp rớt ra ngoài rồi, chắc là bị cúp điện rồi, bị làm sao mà hai vị cùng chạy ra luôn. Dạ, đạo tràng nghe được âm thanh Nhật Quỳnh. Dạ, cảm ơn Trần Thích Đặng Đông và Sích Hoa Nguyệt cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, cảm ơn Hạnh Nguyễn. Dạ, cảm ơn đạo tràng. Dạ. Dạ, con tri ân sư, nhà kính mong đạo tràng hoan hỷ, chờ trong giây lát nhà đại đức Pháp Tính có trở vào lại được không. Dạ, mong rằng chư thiên hộ trì cho sư trở vào để đạo tràng được thính pháp. Dạ, Nam Mô Bụt Tha. Dạ, nhà trong khi chờ đợi để Nhật Quỳnh xin chào những vị giàu sao, lúc nãy Nhật Quỳnh chưa có được kịp chào luôn. Dạ, nên hẳn quan hỷ trong khi chờ đợi sư nhà vào thì Nhật Quỳnh xin phép chào đạo tràng, chứ để đạo tràng trống vắng này có những vị vào tưởng đâu là mãi mình hoặc đường truyền mình có vấn đề. Dạ, lúc nãy con nghe sư Pháp Tính sắp sửa rớt là cũng ngắt nên là con cũng nghĩ là mãi con có vấn đề rồi. Dạ, kính chào Hưng Lê, kính chào Xích Tám Gió, kính chào Tim Tệ, kính chào Thi Lâm, kính chào Sở Đá, kính chào người phương Nam, kính chào Hạnh Nguyễn, mến chào Sức Từ Mẫn, kính chào Như Hảo, kính chào Gió Mù, kính chào HV016, kính chào chị Sương Mai, kính lễ cô tu nữ Tệ Duyên. Dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức và Nhật Quỳnh, kính chào đạo tràng. Dạ, không biết là bây giờ làm sao đây. Dạ, không biết sư chạy ra chạy vào được bao lâu, thời gian rất là hạn hẹp, mà sư còn bị như gì nữa. Nên phải rằng thực tình mà nói, nghe Pháp rất là khó. Dạ, không có dễ chút nào hết, phải không cô Tệ Duyên? Dạ, như mấy ngày nay như Quỳnh thấy đường truyền cô Tệ Duyên chạy ra chạy vào chạy tới chạy lui mà cũng còn không nghe được. Rồi lúc nghe được thì không cầm mic được, mà khi mà cầm mic được rồi thì
nói cũng không nghe được. Thế đó là rất là khổ. Và Nhật Quỳnh có vài cái đích nhà BM cho Nhật Quỳnh là vô cái rung Phật giáo Nam Truyền không được. Thì những vị này nghĩ là chắc có lẽ là ở chủ rung hay Nhật Quỳnh gì đã nhốt không cho vô, mà đâu phải đâu. Banh thoát nó làm sao mà Nhật Quỳnh định nhắn là nếu mà banh thoát của quý vị mà có vấn đề mà không vào rung được, bị đá ra ngoài, quý vị có thể và quý vị có thể bỏ cái banh thoát đó đi và lít bỏ nó đi rồi download lại cái mới, có nghĩa là mình không cần download trực tiếp vào cái banh thoát mà mình vào cái chỗ mà mình đã download rồi đó, mình lấy nó ra và mình download lại thì nó sẽ ổn định hơn. Nó có thể vào được banh thoát. Giống như ngày hôm qua có một vị nhờ Nhật Quỳnh lập lại cái nick mới, tại vì cái nick cũ quên cái password rồi nên vào được. Mà lập nick mới mỗi lần lập rất là dễ dàng, lập dễ dàng. Nhưng mà ngày hôm qua Nhật Quỳnh làm cả tiếng đồng hồ không xong, anh thoát nó biểu phải vô banh thoát rồi phải này kia nọ tùm lưng ta la hết, mà tiếng Anh thì Nhật Quỳnh đâu có biết gì đâu. Và ngò đã đời thôi, phải đành hẹn như vị đó để chờ thầy, để chờ Nhật Quỳnh hỏi thầy đó. Dạ, mà chưa có thời gian được. Dạ, kính lễ cô tu nữ Thâm Má Cha Trí vừa vào đạo tràng. Dạ, bây giờ thì làm sao đây? Dạ, con kính xin ý kiến với ngài và đạo tràng. Dạ, có lẽ là ở Việt Nam là chỗ chùa Vũ Đức bị cúp điện hay đứt dây điện gì rồi. Tại vì mấy ngày là hôm nào hôm nay thì trời rất là nắng nóng. Dạ, nhưng mà con được tin là ngày hôm qua là buổi sáng đó, tức là bây giờ buổi tối là tự nhiên mưa rất là lớn. Dạ, mưa đùng đùng, mưa gió đùng đùng. Nên có lẽ là bây giờ là cái đường điện của chùa Vũ Đức bị đứt rồi. Dạ, nên là hai vị cô nghe pháp và đại đức pháp tính là rớt ra một lần luôn. Nên là con nghĩ như vậy. Bây giờ con cung thỉnh quý ngài và đạo tràng, thôi bây giờ mình tạm nghe lại băng của đại đức pháp tính chẳng kỳ rồi, được không ạ? Để chào sư vào, chứ con cầm mít một hồi. Để thế nào cũng được hả? Dạ, vì có muốn nghe lại cái băng kỳ rồi không Rạng Đông? Dạ, nghe băng đi nha. Dạ, nghe lại đi, tại vì kỳ rồi Nhật Quỳnh dạ, Nhật Quỳnh cũng trốn học nên nghe lại thì lúc nãy mở thì cũng nghe và hôm trước thâu thì cũng nghe. Dạ, bây giờ thì nghe lại để cho nó dừng nhuyễn một chút.